Sáng 16 tháng 5 tại Hà Nội, Lữ đoàn 87 Cục Tác chiến điện tử Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024. Trung tướng Nguyễn Long Biên, Cục trưởng Cục Tác chiến điện tử dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. 5 năm qua, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng đã được Đảng ủy Chỉ huy Lữ đoàn 87, cấp ủy chỉ huy các cấp lãnh đạo chỉ đạo và triển khai toàn diện đồng bộ, phát triển mạnh mẽ cả bề rộng và chiều sâu, góp phần giữ vững được sự ổn định, nội bộ đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Phong trào thi đua quyết thắng là động lực quan trọng thúc đẩy cơ quan đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của công tác thi đua khen thưởng, trên cơ sở nội dung, chỉ tiêu phong trào thi đua hàng năm, Hội đồng thi đua khen thưởng Lữ đoàn và Tổ thi đua khen thưởng các cấp đã cụ thể bằng nhiều hoạt động thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao, như duy trì nghiêm túc các chế độ nền nếp trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực trinh sát, tham gia và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, quân đội, tổ chức huấn luyện bám sát phương châm cơ bản thiết thực vững chắc gắn với huấn luyện đồng bộ chuyên sâu, coi trọng huấn luyện thực hành theo hướng hiện đại, trình độ quản lý chỉ huy bộ đội và khả năng khai thác khí tài của cán bộ, đài trưởng, trắc thủ từng bước được nâng cao, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiểu đoàn 3 chúng tôi nằm trong đội hình của Lữ đoàn 87. Tại đơn vị chúng tôi được trang bị nhiều khí tài mới, hiện đại. Và chúng tôi thường xuyên phải tham gia các nhiệm vụ bảo vệ các sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. Từ tình hình đó, chúng tôi thường xuyên đẩy mạnh các phong trào thi đua để cho từng đồng chí trong đơn vị luôn xác định tốt tư tưởng, có tinh thần, quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ. Chúng tôi thường xuyên tổ chức huấn luyện với những nội dung sát với thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của đơn vị để từng đồng chí thành thạo khai thác khí tài trong chiến đấu và có tính chủ động, tính đoàn kết trong khi thực hiện các nhiệm vụ. Từ các hoạt động phong trào thi đua quyết thắng mà đơn vị đã thực hiện, thì từng đồng chí trong đơn vị đã trang bị được cho mình những hành trang về kiến thức, kỹ năng trong khai thác sử dụng các khí tài trang bị mới, cũng như rèn luyện cái tính đoàn kết cho từng đồng chí trong đơn vị. Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Long Biên ghi nhận biểu dương những thành tích mà Lữ đoàn 87 đã đạt được trong thời gian qua. Những thành tích đó đã góp phần thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Thời gian tới, đồng chí Cục trưởng Cục Tác chiến điện tử yêu cầu đơn vị cần tiếp tục quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết hướng dẫn của trên về công tác thi đua khen thưởng, tích cực đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng, gắn phong trào thi đua khen thưởng với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tập trung nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu. Các đồng chí phải hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước, quân đội, các mục tiêu trọng yếu, đối tượng cảnh vệ và các nhiệm vụ đột xuất được giao ở các khu vực, địa bàn, đơn vị đảm nhiệm. Nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật có trong biên chế, hoàn thành tốt các cuộc diễn tập, hội thi hội thao để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, Đảng ủy Chỉ huy Lữ đoàn 87 đã trao khen thưởng tặng 3 tập thể và 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024.